Xin chào các anh chị. Thì buổi học sáng nay thì mình sẽ bắt đầu bằng cách là giải các cái bài tập chương 4. Hôm qua mình còn làm dang dở không? Tôi dự định xử lý cái video ghi hình buổi thứ hai đang xử lý nè, máy chạy chậm quá mới xử lý tới khúc này. Còn cái buổi ba thì tôi mới vừa tải lên cái YouTube buổi ba, tại tôi chưa có kịp xử lý, tính tải lên YouTube rồi mới xử lý. Bữa này sẽ xử lý trong máy rồi tải lên, nó lâu quá. Thì mình nói về cái bài tập chương 4. Thì hôm qua là mình giải tới cái bài tập 4.7 phải không? 4.7. Còn như bài 4.6 thì nó là kiểm tra tuổi thọ một loại bóng đèn hình tivi trên một mẫu ngẫu nhiên, gồm 100 bóng đèn, tính được cái trung bình mẫu là 8.900 giờ và giá trị độ lịch chuẩn mẫu là 500 giờ, thì tìm khoảng tin cậy 95% cho trung bình tổng thể. Rồi câu B là nó hỏi là độ tin cậy sẽ là bao nhiêu nếu với cùng mẫu trên thì sai số ước lượng là 130 giờ. Thì tôi nhắc lại cái chỗ cái phần ước lượng khoảng đó, công thức ước lượng khoảng, thì các anh chị ghi nhớ thì dùng cho cái mấy cái phần này, công thức ước lượng khoảng. Công thức ước lượng khoảng cho trung bình là x ngang trừ e, rồi x ngang cộng e. Nếu x mà nó có phân phối chuẩn biết sigma thì e nó sẽ tính bằng công thức là z alpha chia 2 nhân cho sigma chia căn n. Nếu x có phân phối chuẩn mà chưa biết sigma thì e nó sẽ bằng là tn trừ 1 alpha chia 2 nhân s chia kn. Rồi trường hợp thứ ba là nếu mẫu lớn n lớn bằng 30 đó, thì cái e nó sẽ tính bằng công thức là z alpha chia 2 nhân s chia kn. Còn cái công thức ước lượng tỷ lệ mẫu lớn nó là cái b ngang trừ e, b ngang cộng e. Ở đây là cái e nó sẽ tính bằng công thức là z alpha chia 2 nhân cho căn bậc 2 b ngang 1 trừ b ngang chia n. Thì đây là bốn công thức ước lượng khoảng ha. Bốn công thức ước lượng khoảng cho trung bình với tỷ lệ. Về cái bài toán liên quan thì cái bài toán tìm độ tin cậy trong ước lượng trung bình thì tìm độ tin cậy tức là tìm cái độ gamma đó, nó sẽ bằng 2 phi e căn n chia sigma trừ 1. Hoặc là nếu mình không biết sigma thì mình phải sử dụng công thức là gamma bằng 2 phi e căn n chia s trừ 1. Còn tìm độ tin cậy trong ước lượng chung tỷ lệ, tìm độ tin cậy
cho mỗi lần tỷ lệ. Thì gamma nó sẽ bằng 2 phi E căn N chia căn bậc 2 của B ngang 1 trừ B ngang trừ 1. Và một cái bài toán liên quan là cái bài toán xác định cái thước mẫu. Cái bài toán xác định cái thước mẫu. Xác định gọi là xác định cỡ mẫu. Bài toán tiếp theo là bài xác định cỡ mẫu. Bài toán xác định cỡ mẫu thì bài toán xác định cỡ mẫu thì nó có công thức trong trong ước lượng trung bình, trong ước lượng trung bình thì công thức đó là n lớn hơn bằng z alpha chia 2 nhân cho sigma chia cho epsilon tất cả bình phương. Thì ở đây tức là mình cái bài toán này tức là mình tìm cái cỡ mẫu sao cho cái sai số ước lượng nó bé bằng epsilon, đúng không? Đấy, thì cái công thức xác định trong ước lượng trung bình nó công thức này. Và nếu mà có mẫu thăm dò chưa biết sigma mà có mẫu thăm dò thì công thức chỗ này z alpha chia 2 là nhân cho s chia cho epsilon tất cả bình phương. Cái này là chưa biết, chỗ này là chưa biết sigma có mẫu thăm dò. Mẫu thử đó. Rồi trong ước lượng tỷ lệ thì chúng ta có hai công thức. Trong ước lượng tỷ lệ có hai công thức là trường hợp mà có mẫu thăm dò đó thì n một nó sẽ lớn hơn bằng z alpha chia 2 chia cho epsilon tất cả bình phương. Cái này nhân thêm b ngang 1 trừ b ngang. Hoặc là n nó sẽ lớn bằng z alpha chia 2 chia cho 2 lần epsilon tất cả bình phương. Đấy, thì đó là một số cái công thức ở chương 5 là các em cần ghi nhớ để mà mình làm bài. Không? Thì tôi đảo là cái bài tập này. Thì bây giờ kiểm tra một tuổi thọ bóng đèn trên một mẫu thì mình thấy có 100 bóng đèn, trên một mẫu 100 bóng đèn thì tuổi thọ 8.900 giờ và độ lệch chuẩn là 500 giờ. Đây yêu cầu là tìm khoảng tin cậy 95% cho trung bình tổng thể. Và câu B là nó hỏi độ tin cậy là bao nhiêu. Nếu cùng mẫu trên thì ước lượng sai số ước lượng bằng 130 giờ.
Để tôi ghép lại, tôi đưa qua bên cái trang web rồi tôi vừa cho các anh chị quan sát cái đề vừa dễ theo dõi hơn. Cái đề này thì đầu tiên đó là mình tìm khoản tin cậy ha, khoản tin cậy 95% cho trung bình tổng thể. Và thứ hai nữa là mình sẽ tìm độ tin cậy, nó có hai bài, nó có hai phần, tìm khoản tin cậy và tìm độ tin cậy. Tóm tắt cái phần chương 4 này đó là mình có mấy cái công thức này. Thì công thức cái trên là tìm khoản tin cậy nè, công thức cái dưới là tìm độ tin cậy. Không, đây là độ tin cậy cho trung bình, trong trong ước lượng trung bình. Giờ mình qua sang cái bài này. Thì ở đây mình thấy cái kích thước mẫu là n bằng 100, đúng không? Thuộc cái dạng mẫu lớn. Thì trong công thức ước lượng trung bình của mình đó, thì các em thấy ở đây nó có 3 trường hợp: trường hợp mà phân phối chuẩn biết sigma, trường hợp phân phối chuẩn chưa biết sigma, và cái trường hợp mẫu lớn. Trường hợp mẫu lớn. Vậy thì cái bài bài này là nó rơi vào trường hợp mẫu lớn nè. Mình sẽ gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ cái tuổi thọ của bóng đèn, phải không? Rồi x là biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ bóng đèn. Thì hiển nhiên là ở đây là cái mình có cái n bằng 100 nè. Rồi x ngang là bằng 8.900 giờ. Và cái độ lệch chuẩn mẫu tức là S đó là bằng 500. Thì câu A là chúng ta có cái khoản tin cậy 95% cho trung bình tổng thể. Công thức của mình là x ngang trừ e, x ngang cộng e. Và do trường hợp này mẫu lớn cho nên e mình sẽ tính bằng công thức là z alpha chia 2 nhân cho s chia kn. Nhưng mà alpha cái chỗ này nè, cái chỗ này là alpha thì mình muốn 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 tra cái z alpha chia 2 đó thì mình sẽ lấy 1 trừ alpha chia 2 luôn. 1 trừ, xin lỗi, 1 trừ alpha là bằng 0,95. Đây có 1 trừ alpha nè bằng 0,95, tức là 95%. Vậy thì alpha chia 2 là bằng 0,025. Mình xác định cái này để mình tính cái z alpha đó. Đúng không? Thì chỗ này đó là z alpha chia 2 là cái này mình suy ra là gì? Cái này là suy ra là cái này là alpha chia 2 ha. Vậy thì mình suy ra z alpha chia 2 là bằng 1,96. Tại sao nó ra 1,96? Thì cái chỗ này mình tra cái bảng. Tôi sẽ gỡ cái bảng phụ lục này cho các anh chị. Thì trong cái bảng này thì nó hơi khác so với bảng ở trong cái tài liệu tôi gửi cho các anh chị, tại vì ở đây nó viết cho nó gọn vô một cái trang á. Ví dụ như chỗ này là 0,5, chỗ này là 0,5 39 5398. 0,5398 thì mấy cái dòng ở dưới thì nó không có viết chữ không với dấu phẩy lại. Nhưng khi mình tra vô thì mình hiểu đây là 0,9772 ha. Chỗ này là 0,9772. Còn còn chỗ chỗ này là gì? 0,9793. Nó là phi của 2 phẩy mấy? 2,004. Tức là mình tra cái dòng mà có số 2,0 với cái cột có số 4 thì cái giao của nó chính là phi của 0,24. Xin lỗi, phi của 0 2,04, phi của 2,04 là chỗ này.
Cái này là phi của 2,04. Thì mình có thể sử dụng cái bảng này. Tại vì trong cái bảng này đó thì tôi sẽ đề xuất cho thi là chưa được sử dụng cái bảng này. Tại vì bảng này nó có mấy cái công thức. Công thức là tìm khoảng tin cậy cho trung bình là mình đã học nè. Đúng không? Trong trường hợp phân phối chuẩn biết sigma, phân phối chuẩn chưa biết sigma và chưa biết phân phối xác suất của x mẫu lớn. Còn công thức liên quan như là tìm độ tin cậy nè. Là gamma bằng 2 phi e căn n chia sigma trừ 1. Không, 2 phi e căn n chia s trừ 1. Rồi tìm cái thước mẫu thì nó có hai công thức nè. Đó là cái ước lượng trung bình. Rồi đó ước lượng tỷ lệ thì mình sẽ có các cái công thức tìm khoảng tin cậy, rồi tìm độ tin cậy, xác định cái thước mẫu. Còn những phần dưới như là kiểm khoảng tin cậy cho kỳ vọng phương sai thì cái này mình tham khảo rồi. Thì cái bài này là mình tìm mình tìm cái z alpha chia 2 này là mình sẽ tra cái bảng số số 1 phải không? Tra bảng số 1. Thì bảng số 1 z alpha chia 2, xin lỗi cho bảng số 4 chứ. Z alpha chia 2 là bảng số 4. Tôi nhầm. Đây bảng số 4 nè. Nếu mà cái chỉ số dưới chữ Z là 0,025 thì mình tra chỗ nào có số 0,025 nè. Không? Và cái giá trị tương ứng ở bên là 1,96. Cho nên là chỗ này nó là cái Z alpha chia 2 là 1,96. Không? Vậy thì cái E nó sẽ bằng cái gì? Z alpha chia 2 nhân S chia căn N. Để vô. S là bằng 100 à, 500 nhé. Chia căn n là căn trăm. Ở đây mình sẽ tính ra, tính cái số này ra 1,96 nhân cho 500 chia cho căn trăm thì nó ra 98. Này mình 98. Vậy thì suy ra là x ngang trừ e là lấy 8900 này trừ cho 98 không? Là bằng 8802. 8802. Rồi mình tính x ngang cộng e luôn. Để bằng 8998. Như vậy thì ở đây mình sẽ được cái khoản tin cậy 95% cho trung bình tổng thể, nó sẽ là gì? Vì khoản tin cậy cần tìm là tám ngàn tám trăm lẻ hai đến 8998. Như vậy là giờ đây là câu A. Bây giờ độ tin cậy ở câu B là mình xác định cái độ tin cậy nếu cùng mẫu trên sai số ước lượng bằng 130 giờ. À, thì câu B thì ta có là E nó bằng 130. Vậy thì cái gamma nó bằng nhiêu? Thì ta có công thức là gamma nó bằng 2 phi E căn N chia S trừ 1. Đúng không? Rồi 2 phi nè. Phi e là bằng 130. Căn n là căn 100.
chia cho S là chia cho bao nhiêu đây? S là 500 không? S là 500. Rồi tất cả trừ cho 1. Cái này là nó là 15 phần 3, 13 phần 5, phi của 13 phần 5 thôi. Chia ra tính toán ra trừ 1. Thì cái này mình sử dụng máy tính mình bấm đi, cái chỗ chế độ thống kê một biến này nè. Mình gọi cái hàm phân phối chuẩn ra. Phân phối chuẩn ra. Thì cái này nó là 2 phi. 2 phi của 10 13 phần 5 thì cho 1 nó ra được 99,07 bằng 0,99 0,9907. Vậy thì ở đây mình sẽ kết luận là vị độ tin cậy cần tìm là độ tin cậy cần tìm nó sẽ là 99,07%. Đấy. Thì cái bài toán ở chương 4 này là nó gồm có phần ước lượng khoảng không và xác định độ tin cậy hoặc là tìm vết thương mẫu, nó ba dạng bài toán đó không? Giờ mình sang tiếp cái bài 4.7 này. Hôm qua tôi có hướng dẫn giải rồi không? Rồi cái bài 4.8. 4.8 là quan sát một mẫu người ta có chiều cao trung bình loại cây công nghiệp nông trường như sao. Cái này hôm qua mình giải rồi chưa? Chị chưa hề ơi, Giải cái bài này chưa? 4.8 mình chưa. Cái này mình có giải trong cái ví dụ rồi Em đã giống như cái ví tổng dụ thu sinh cái vô lớp à, để tôi xem là coi. Vô chưa, chưa bạn Thu vô được chưa ta? Rồi cảm ơn. Bây giờ mình tiếp tục giải bài 4.8 ha, 4.8. Trần Trần Thị Hồng Ngọc á hả? Trần Thị Hồng Ngọc. Cô Ngọc là dạy tiếng Anh cho các bạn à? Hay là cũng là ô Thấy thầy Phương nói cô Ngọc là cô ôn môn quản lý môi trường. sao bạn Hiền nói gì, tôi nãy cái âm thanh nhỏ quá. Là thầy Phương nói là cô Ngọc cô ôn cái môn quản lý tài nguyên môi trường. Rồi bây giờ mình coi cái bài 4.8 không.
thì quan sát một mẫu cho các cái cây công nghiệp nông trường đó, thì mình sẽ được cái bảng như thế này. Cái bảng này cái bảng tần số, bảng theo tần số, yêu cầu là tính các giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu. Rồi câu B là ghi ước lượng chiều cao trung bình bằng bằng khoảng tính cậy 95% không? Cái này nó không kêu ước lượng trung bình mà nó kêu là quan sát thêm bao nhiêu cây, cây nữa, nó hỏi là quan sát thêm bao nhiêu cây nữa nè. Cho nên chỗ này mình không không có tìm cái khoảng đâu, không, cái này là để ước lượng chiều cao trung bình loại cây đó ở độ lên cậy 95% với sai số không quá 2 dm thì cần phải quan sát thêm bao nhiêu cây nữa, tức là bài toán này là xác định kích thước mẫu. Thì chỗ này đó là đầu tiên đó là mình sẽ tính cái trung bình mẫu và độ lệch chuẩn này, mẫu này ra. Câu A thì từ cái số liệu đó coi thì cái này ít ít nó cho nó gọi gọi khỏi gọi lại. Thì cái trung bình mẫu, là mình ký hiệu là ít ngang đúng không? Cái này mình sẽ tính, bấm máy tính tính ra. Rồi nhập dữ liệu vô. Ba bốn năm sáu bảy tám, tần số là 2, chỗ này tần số là 2, này là 8, là 23, 32, 23, 12. Sau khi có tần số rồi mình nhập vô rồi mình bấm AC nè, xanh, chọn số 2 biến thống kê ha, trung bình mẫu 6,02. Xanh, chọn số 2, độ lệch chuẩn mẫu là số 5 không, số 5 1,22059, cái này mình để là độ lệch chuẩn mẫu. Dẫn gì xong câu A. Vậy là câu B là mình quan sát thêm bao nhiêu cây cây nữa, nó hỏi quan sát thêm bao nhiêu cây nữa. Thì câu B là nó yêu cầu là cái sai số ước lượng, tức là E nó không vượt quá 2 dm. Nhưng mà cái đơn vị mình khảo sát ở đây là mét, tức là nó sẽ quy đổi sang mét là 0,2 m. Đúng chưa? Thì bây giờ đó là mình gọi N1 là mẫu cần quan sát, là cái cỡ mẫu. Cần quan sát. Thì công thức của mình là N1 nó lớn hơn bằng gì? Z alpha chia 2. Nhân cho S, tất cả chia cho epsilon bình phương. Nhưng mà ở đây là độ tin cậy 95% phải không? Mình nhớ là độ tin cậy 95% thì Z alpha chia 2 đó là 1,96. Thì cái này mình thường hay hay tra bảng rồi. Rồi nhân cho S tức là 1,2059. Chia cho epsilon là 0,2. Tất cả cái này mình bình phương lên. Rồi chúng ta bấm máy thử xem.
này mình bình phương thôi, bình phương là 42 đấy ha, hiện nay ra 139,66, 139,66. N1 đó là số nguyên, cho nên chỗ này N1 nó sẽ bằng là 140. Nhưng mà cái mẫu này ở trên đây đó, ở trên đây chỗ này nó, lúc nãy nó là N của mình là 100 mà. Cái thước mẫu đây là N100. Tức là cái mẫu này coi là trở thành mẫu thăm dò không? Mẫu thăm dò. Vậy thì cái này là số cây cần quan sát thêm là gì? À, 40 cây là gì, cái mình đã có cái mẫu 100 rồi, tức là ở đây mình được 100 quan sát rồi nè. Bây giờ là theo yêu cầu này thì cái nó phải 140 quan sát rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ mình đã có 100 quan sát rồi, gì thì mình còn quan sát thêm 40 cây nữa thôi, là số cây càng quan sát thêm. Thì đó là cái bài 4.8 thôi anh chị, 4.8. Bây giờ mình xem tiếp coi cái bài 4.9 nó làm gì. Bài 4.9 là ước lượng tỷ lệ. Ước lượng tỷ lệ thì hôm qua mình có cái bài ước lượng tỷ lệ rồi. Rồi bài 4.10. Nhà tìm khoảng ước lượng cho trung bình đúng không? Số 10 là tìm khoảng ước lượng cho trung bình anh chị. Thì cái này đó là cái công thức của nó là x ngang trừ e, x ngang cộng e, không? Đây là x ngang trừ e nè, x ngang cộng e. Và chỗ này là trong trường hợp này là phân phối chuẩn chưa có biết độ lệch, là chuẩn tổng thể đúng không? Cái này biết phân phối chuẩn, cái này là cái này, cái thông tin này là phân phối chuẩn nè. Rồi là chưa biết sigma nè. Cho nên là cái e nó sẽ tính bằng t n trừ 1 alpha chia 2 nhân s chia k n. Thế vô thì mình sẽ tính được cái x ngang trừ e ngang cộng e này. Câu 4.11 thì tôi nói câu 4.9 luôn đi. Thì trong 4.9 này đó thì những cái cây 7 mét trở lên là loại cây loại A. 7 mét trở lên là từ từ cái khu vực này nè. Thì đây mình sẽ tính được cái bề ngang. Bề ngang nó sẽ là chỗ này 23 cộng 12 đó là 35. Bề ngang là bằng 35 chia cho 100. Tại vì cái mẫu này lúc nãy mình nói là 100 cây nó giống như cái mẫu trên đây. Giống không? Nó khác tí hả? Đây, cái này là nó tăng cái số cây 3 mét lên. Này là 3, này giảm xuống còn 1. Không thay đổi không? 23 thì 24, 24, 31, 23, 32. Thì nó dẫn ra là 100 đó các chị. Thì bây giờ đó là mình sẽ tính cái bề ngang này ra. Và chỗ câu B này đó thì mình phải tính bề ngang và cái khoảng mà mình cần tìm đó là bề ngang trừ e, bề ngang cộng e đúng không? Bề ngang trừ e, bề ngang cộng e, và e thì nó sẽ bằng z alpha chia 2 căn bậc 2 của bề ngang 1 trừ bề ngang chia n. Nhưng mà đặc biệt đó là chỗ này nó cho cái gamma là bằng 95,44%. 100% thì suy ra chỗ này là z alpha chia 2 là bằng 2 luôn. Không.
Thì lưu ý nếu mà nó cho cái độ tin cậy là 95,44%. Thì đối với cái câu 4.9B đó, 4.9B này nè, thì mình sẽ dùng cái công thức ước lượng cho tỷ lệ là B ngang trừ E, B ngang cộng E. Và B ngang đó là mình tính bằng 35 chia cho tổng cái số cây này, phải không? Thì những cái cây từ 7 mét trở lên là cây loại A, đúng không? Thì mình đếm số cây loại A là nó có 35 cây nè. Trên tổng số cây mình quan sát là 100 cây, vậy thì cái tỷ lệ mẫu là 35%. Còn đối với cái bài chấm 4.10 thì mình áp dụng cái công thức này, không? Phân phối chuẩn chưa biết sigma nè. Thì mình ước lượng cho trung bình, tức là tìm khoảng tin cậy cho trung bình đó. Thì dùng công thức là x ngang trừ e, x ngang cộng e, và e tính theo công thức này. Cái t này là mình tra ở cái bảng số số ở số 2, không? Số 2. Còn bài 4.11. Bài 4.11 là phân phối chuẩn biết sigma. Không, phân phối chuẩn thiết nga thì cái khoảng của nó cũng là x ngang trừ e. X ngang cộng e. Nhưng mà e ở đây mình sẽ tính bằng công thức là z alpha chia 2 nhân sigma chia k n, không? Thì đó là cái bài 4.11, 4.9, 4.10. Tôi hướng dẫn như thế, không? Bây giờ cái bài 12. Bài 12 thì nó có hai phần, phần A phần B. Thì phần A đó là gì? Quan sát 200 viên thì có thấy có 20 viên sức mẻ, tìm khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ tổng thể. Tức là cái chỗ này nó sẽ là B ngang trừ E, B ngang cộng E. Và công thức tính E của mình là Z alpha chia 2 nhân cho căn bậc 2 của cái B ngang 1 trừ B ngang chia N. Và chỗ cái câu A này thì cái B ngang của mình là tính được là bằng 20 phần 200, tức là bằng 0,1. Và cái chỗ này đó là độ tin cậy là 95%, thì cái z alpha chia 2 này nó bằng chỗ này thì suy ra là cái z alpha chia 2 bằng 1,96. Vậy thì mình sẽ gắn vô đây mình tính cái e. Có e xong cái đầu mình sẽ tính cái b ngang trừ e, b ngang cộng e thì mình làm được câu A. Còn câu B là nó nói muốn sai số cho phép không quá 1%, tức là cái e này nó sẽ bé hơn bằng 0,01. 0,01 là 1% đó. Ở độ tin cậy là 95%. Ở độ tin cậy 95%, tức là độ tin cậy là gamma bằng 0,95. Thì suy ra là cái z alpha chia 2 bằng 1,96. Cái này là mình cũng tra cái bảng số 4, phải không? Thì bây giờ đó là nó hỏi phải quan sát ít nhất mấy viên. Thì lúc nãy cái công thức là N nó sẽ lớn hơn bằng Z alpha chia 2 nè, nhân cho chia cho epsilon tất cả bình phương, phải không? Cái này mới nhân cho b ngang 1 trừ b ngang. Đó, thì cái công thức xác định kích thước mẫu trong ước lượng tỷ lệ là công thức này.
Thì mình thế số vô mình tính thử ha, thế số vô tính thử nào. Thì cái này đề bài nó cho là độ tin cậy là 95%, thì cái Z alpha chia 2 là 1,96, rồi chia cho epsilon là 0,01, rồi cái này mình bấm bình phương lên rồi nhân cho cái bê ngang 1 trừ bê ngang. Thì bê ngang lúc nãy mình tính bê ngang là cái này câu A câu B nó riêng biệt. Cái câu B này nó cho riêng đó anh chị, cho B cho riêng, cho nên ở đây mình sẽ áp dụng công thức chỗ này. Vậy thì nếu như câu B mà nó không liên quan đến câu A hết thì mình chưa có cái bê ngang. Mà nếu mà chưa có bê ngang thì công thức xác định kích thước mẫu mình sẽ sử dụng công thức này. Không. Sử dụng thức này, tức là n lớn bằng z alpha chia 2 lần epsilon. Z alpha chia 2 chia cho 2 lần epsilon tất cả bình phương. Thì cũng giải theo cái này là giải theo trường hợp có mẫu thăm dò ở trên đây nè. Cái này phải nhân thêm là bê ngang. Bê ngang là 0,1. Rồi 1 trừ bê ngang là 0,9 nha. Gắn vô mình tính thử coi. Cái này mình bình phương lên. Mình mới nhân cho tiếp là 0,1 nhân 0,9 sao nó nhiều vậy à, 1,96 mà tôi thiếu dấu phẩy chỗ này à, tôi đánh nó 196 luôn thì nó là 3.457 không. Ba ngàn bốn trăm năm mươi bảy phẩy bốn 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 vậy thì mình sẽ chọn suy ra N1 nó sẽ bằng là 3.458 viên. Này là mình áp dụng cái câu A vô, là câu A là nó có cái mẫu sẵn này. Còn nếu mà mình trong trường hợp mình không sử dụng cái giả thiết của câu A đó, thì nếu không sẽ sử dụng giả thiết câu A thì mình sẽ áp dụng cái công thức này. Cái đề này nó không có rõ lắm cho nên là đây mình áp dụng câu A thôi. Còn còn nếu mà nó không có cái áp dụng câu A vô đó, thì công thức xác định kích thước mẫu nó sẽ là thế này, là z alpha chia 2 chia 2 lần epsilon tất cả bình phương đấy, tức là như thế này. Đây là 1,96 chia 2 lần epsilon thì nó sẽ chia cho 0,02. Rồi bình phương lên thì nó ra là 9.604 không. Kích thước mẫu nó sẽ nhiều hơn. Thì những người thi thì tôi sẽ không có cho, tôi sẽ bỏ cái trường hợp không có gàn này, tức là nó sẽ cụ thể là nó có mẫu thăm dò hay không có mẫu thăm dò thì mình sẽ nói rõ hơn. Thấy thì đó là cái bài 4.10-12. Bây giờ mình xem cái bài 4.13. Đó thì cái bài 4.13 này đó, các anh chị thấy là nó cũng kêu điều tra thêm bao nhiêu con bò nữa, tức là nó rơi vào cái bài toán xác định kích thước mẫu. Và câu A thì nó kêu là ước lượng, thấy không? Thì nó sẽ rơi vào hai bài toán là ước lượng và tìm kích thước mẫu.
Tôi giải cái bài này kỹ lại lần nữa cho các anh chị xem. Vì để nghiên cứu sản lượng sữa hàng ngày của một đàn bò, người ta điều tra ngẫu nhiên trên 100 con bò ở nông trường và có kết quả như sau. Thì ước lượng sản lượng sữa trung bình hàng ngày mỗi con bò bằng khoảng tin cậy 97%. Với độ tin cậy 97% và sai số ước lượng sữa hàng ngày mỗi con bò không quá 0,3 kg thì phải điều tra thêm bao nhiêu con bò nữa. Đấy, thì này nó có hai bài, nó hai phần, một phần là ước lượng và một phần là xác định cái thước mẫu. Thì cái này đầu tiên đó là mình xác định cái dấu hiệu nghiên cứu của mình, đó là gọi ít là biến ngẫu nhiên, chỉ cái sản lượng sữa hàng ngày của một con bò. Thì bây giờ từ cái mẫu này mình sẽ tính, tại vì đề bài nó không yêu cầu mình tính cái trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu, nhưng mình phải tính ra để mình làm ở dưới đây nè. Đó, thì ta có n bằng nhiêu, x ngang bằng nhiêu và s bằng nhiêu. Đó, thì tới chỗ này là mình bấm máy thử coi. Thì bây giờ từ cái máy tính mình bấm, mình tính ra cái mấy cái số này không? Chỗ này mình bấm menu 61 nè. Menu 61 rồi nhập số liệu vô ha. Chín, 10, 12, 14, 15. Rồi 24, 42, 16, 8. AC option, người tên xuống số 2, số 1 và trung bình mẫu 11,78 rồi cái gì, ước ngang là 11,78. Thì mình có thể mình chọn cái kiểu thống kê một biến này, nó tính ra hết mấy cái giá trị này cho mình, nhưng mà tôi thấy nó nhỏ, cái hình nó nhỏ quá, sợ các anh chị không thấy, cho nên là mình tính theo kiểu này. Cái là biến thống kê nè, độ lệch chuẩn mẫu là bấm số 5 là 1,7899, làm tròn 4 chỉ số thập phân là 1,7899, mình ghi 1,79 luôn cũng được.
nhưng mà đó làm tròn hai chữ số. Còn chỗ này mình tìm tiếp là cái kích thước mẫu không? Mẫu là n bằng trăm. Rồi bây giờ mình làm câu A nè. Bây giờ mình ước lượng, ước lượng sản lượng sữa trung bình mỗi ngày của một con bò bằng khoảng tin cậy 97%. Thì cái lời giải mình sẽ đặt ra là A là khoảng tin cậy. À, 97% cho cái sản lượng sữa trung bình hàng ngày. Sản lượng sữa trung bình hàng ngày của mỗi con bò. Để sản lượng sữa trung bình cũng được. Rồi bây giờ mình tiếp tục nè. Thì cái khoảng này nó sẽ là x ngang trừ e đến là cái x ngang cộng e. Đó. Thì đây do cái mẫu lớn cho nên e nó sẽ bằng tính công thức là z alpha chia 2 nhân s chia căn n. Thì cái này là 97%. Mình mở ngoặc ra mình đây mình tính là 1 trừ alpha nè bằng 0,97. Vậy thì alpha chia 2 nó bằng nhiêu? Alpha chia 2 là 0,015. Vậy thì chỗ này nó chính là z của 0,015 đúng không? Rồi nhân cho s là bằng s mình ghi lại đi. Bây giờ mình sẽ tra bảng là chỗ cái z 0,015. Z của 0,015 nó ra bao nhiêu? Thì mình nhìn lên cái bảng này chỗ nào có chỗ 0,015. Thấy không? 0,015. Là chỗ này. Là 2,1701 phải không? Thế vô thì chỗ này nó ra là bằng 2,1701. Này là 0,3884. Sau khi mình tính được cái e thì mình sẽ tính cái x ngang trừ e. Rồi x ngang cộng e. X ngang mình để vô đây luôn. Mình lấy mình trừ vô chỗ này luôn để ra 1,339 39 11,39 phải không, 11,3916. Rồi mình sửa này thành dấu cộng rồi nè. Để ra 12,11684. Vậy thì cái khoảng tin cậy cần tìm, hay là mình có thể kết luận là sản lượng sữa trung bình mỗi ngày của một con bò là từ 11,3916. Rồi. Sản lượng sữa trung bình mỗi ngày của một con bò
nó sẽ vào khoảng 11,3916 đến 12,1684 đơn vị là kg. Đơn vị là kg phải không? Cái này nó tính sản lượng sữa hàng ngày là kg. Đó thì đây đây là mình giải cho cái câu A nè các anh chị. Câu A nè. Nếu bây giờ mình sang cái câu B. Câu B là nó yêu cầu làm gì? Với độ tin cậy 97% và sai số ước lượng không quá 0,3 thì phải điều tra thêm bao nhiêu con bò nữa. Thì mình thấy ở đây đó, với cái kích thước mẫu là 100 đó thì cái sai số ước lượng nó là 0,38. Bây giờ mình muốn bóp cái sai số ước lượng này lại còn 0,3 thì kích thước mẫu mình sẽ là tăng lên bao nhiêu, thấy không? Đó, thì câu B thì ta có sai số ước lượng E nó phải không quá 0,3. Cái đề bài nó yêu cầu là cho quá 0,3 nè. Rồi đó là gamma thì nó là 97%. Vậy thì suy ra là cái Z alpha chia 2 bằng 2,1701. Đúng không? 2,1701 ở trên đây mình tra rồi nè. Đó. Thì ví dụ như mình gọi N là số mẫu cần cỡ mẫu cần điều tra. Nếu gọi N mắc rồi. Đây mình sẽ gọi N N1 đi, tại vì có cái cỡ mẫu rồi, là cỡ mẫu cần tìm. Thì cái công thức của mình là N1 nó sẽ bằng cái gì? Tìm cỡ mẫu trong ước lượng trung bình này. N1 nó sẽ lớn hơn bằng Z alpha chia 2 nhân cho S chia Epsilon tất cả bình phương. Thấy không? Cái này bình phương mình thế số vô. Nhân S là 1,7899. Rồi chia cho epsilon là 0,3. Rồi tất cả này mình bình phương lên. Cái này nó bằng nhiêu? Là 176,64, xin lỗi, 176,7, 170, 167 chứ, 167,60 mấy, 167,64 đi, 64 mình làm tròn hai chữ số thôi. Tại cái này mình xác định N là số nguyên, vậy N1 nó sẽ bằng 168. N1 là số nguyên mà nó lớn hơn số này thì nó phải là 168 trở lên đúng không? Vậy thì mình phải vậy ở đây là các em coi cái đề á, nó để là điều tra thêm bao nhiêu con bò nữa, tức là lúc đầu mình đã điều tra bao nhiêu con bò, tức là n bằng 100 con bò, bây giờ nó hỏi điều tra thêm nữa thì mình chỉ lấy cái số này nè, mình trừ cái số ban đầu, vậy phải điều tra thêm sáu 68 con bò nữa, thì cái số điều tra thêm là 68 con. Không. Thì đây là cái bài 4.13, tôi đã hướng dẫn xong cái bài 4.13. Thì bây giờ tôi có việc một tí, thì
thôi sáng nay mình học bao nhiêu thôi thì có cái gì thì chiều rồi tôi bổ sung thêm ha. Rồi, sáng nay tới đây tạm dừng nha anh chị.